Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án đến từ Megabook RoboWorld, tức là nhận những cái book NFT và cái giá trị cao nhất của nó có thể lên đến là 4.500 đô la. Và dự án này của nó thì cũng tương đối là đơn giản thôi, sau khi bấm vào đường link ở dưới phần mô tả ấy. Rồi sau khi bấm vào đường link dưới phần mô tả thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như này. Ở đây thì mọi người sẽ phải nhập cái email của nó và sau đó xác minh cái email nhé. Rồi sau khi nhập xong email mọi người bấm chọn submit này. Thì nó sẽ đưa đến mọi người một cái giao diện mới. Ở đây nó yêu cầu mọi người kiểm tra mail và nhập cái mã code. Thì ở dưới này chính là cái mã mời giới thiệu nhé. Bây giờ thì quay trở lại mail này. Mọi người sẽ mở mail và lấy cái mã code của nó. Đây, copy cái mã code. Rồi sau đó quay trở về. Mọi người dán cái mã code vào đây. Tiếp theo bấm chọn submit này. Rồi, thì tiếp theo mọi người sẽ kéo lên. Ở đây thì những cái phần thưởng là khi mọi người đạt được 100 điểm thì mọi người sẽ nhận được một cái book. 200 điểm thì nhận được book 2 và 300 điểm sẽ nhận được cái book 3 này nhá. Rồi thì cái giá trị nó sẽ là ngẫu nhiên. Và cái nhiệm vụ đầu tiên là mọi người cần phải join vào kênh Telegram. Mọi người bấm chọn vào đây để join vào Telegram thì mọi người sẽ nhận được 40 điểm này. Rồi sau đó bấm chọn Join này. Tiếp theo quay trở về và mọi người sẽ lấy username của Telegram. Đó thì mọi người bấm chọn vào Submit và copy cái username này. Rồi quay trở về này. Mọi người sẽ nhập cái username của Telegram vào đây. Sau đó bấm chọn Submit. Nó xuất hiện cái chữ Finish này là xong nhá. Thì ở dưới này nó có cả kênh Global Channel và kênh Community. Thì mọi người sẽ join cả vào hai kênh này. Ok, sau đó chọn I'm not robot này. Rồi, quay trở lại này. Nhiệm vụ tiếp theo thì mọi người sẽ follow Twitter cho mình. Rồi, ở đây mọi người sẽ chọn theo dõi. Sau đó thì sẽ retweet lại cái bài đăng này của nó nhé. Like và retweet và sau đó thì sẽ copy cái đường link retweet. Rồi, quay trở về. Ở đây thì mọi người sẽ nhập cái username của Twitter. Bấm chọn submit này. Rồi sau đó thì sẽ gửi cho nó cái đường link retweet bài đăng. Bấm chọn submit. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ follow vào Facebook nha. Follow Facebook này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ chọn like và trở về trang chính của Facebook. Mọi người sẽ copy cái profiling của Facebook. Rồi, quay trở lại trang web, dán profiling của Facebook vào đây và bấm chọn submit. Ok, đến nhiệm vụ tiếp theo là truy cập website của nó trong vòng 30 giây. Rồi ở đây thì mọi người sẽ lướt cái website của nó trong vòng 30 giây nhé. Rồi sau khi truy cập xong 30 giây thì mọi người sẽ quay trở lại. Đó là coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Thì mọi người load lại trang web để xem cái số điểm mình nhận được nhé. Ở đây thì nó sẽ khi mọi người tham gia hết các nhiệm vụ thì mọi người sẽ nhận được là 80 điểm. Đó, thì ở đây là do chắc là nó load chậm, nó chưa kịp cộng điểm thôi. Để dưới dưới này thì nó sẽ có một cái đường link để chia sẻ. Thì mọi người sẽ copy cái đường link này để đi chia sẻ nhé. Và mỗi một lượt chia sẻ mọi người sẽ nhận được 40 point.
Đó, và cái dự án này nó sẽ kết thúc trong vòng 10 ngày nữa. Ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.